Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn đừng quên like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình sẽ cập nhật lời dự án Dory Swap. Các bạn claim được 1999 token Dory Swap. Thì hiện tại dự án này nó sẽ cho các bạn farm vào ngày 26. Vào ngày 26 tới nha các bạn. Trên Twitter của nó nè các bạn. Là ngày 1 nha các bạn. Vào ngày 26 tháng 6. Sau khi còn thông tin lít sàn BankKK Swap thì dự án này nó sẽ bán hàng sau khi kết thúc nha các bạn. Hiện tại nó đang bán vòng 1 nè. Bán vi sao vòng 1, gao 1 nè. Tới 3 gao đó. Thì gao 1 nó còn, nó đã end nha các bạn. Thì sau này nó sẽ lít sàn BankKK Swap. Thì mình sẽ làm một cái video clip cập nhật tiếp theo cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì farm thì mình sẽ... sau khi nó dự án sàn Dory Swap này cho farm thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn farm token Dory này qua BOTT nha các bạn. Dự án này farm khá là ngon các bạn. Dory OTT. Ok, vậy video mình đã cập nhật dự án Dory Swap đến đây cho các bạn, đến cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.